Chó sói ơi, làm cái gì mà em sủa riết vậy hả chó sói? Ơi, đang ngủ mà. Ơi, mình không muốn dậy luôn các bạn ơi. Con chó sói này nó sủa là chắc chắn là nó đang đói nè, mà nó cứ kêu mình mà mình không muốn dậy, mình buồn ngủ quá. Ơi. Chào các bạn. Ơi, mình buồn ngủ lắm luôn á, mà xong thiệt nuôi chó khổ quá đi các bạn ơi. Khổ lắm luôn á, nó đói là nó sủa tùm lum hết. Thôi được rồi, im đi, để anh cho ăn. Cho nó ăn coi. Ơi, ơi khoan các bạn ơi, sao tự nhiên, sao bữa nay cái có gì đây? Fan Lenderman, trời, cái gì vậy? Hôm nay fan vô tới nhà mình, gửi thư mình luôn các bạn. Vô tới tận trong nhà mình, bỏ thư vào cái rương đồ của mình luôn. Ghê thiệt chứ. Ôi, nhà... quên, nhà có cửa đâu, bởi vậy fan đi thẳng vô gửi thư luôn mới ghê chứ. Không biết là có chụp hình, không biết là fan có chụp hình khi mà mình đang ngủ không nữa. Chụp hình là chết luôn á. Ok thôi ăn đi nè, đừng có sủa nữa nha. Ăn đi, ăn ngoan đi, cho mày ăn nè. Rồi ngồi xuống ngồi im nó đi. Để coi coi fan gửi thư gì. Mới sáng sớm mà có thư rồi, mệt ghê á. Ok, đọc coi coi. Gửi anh Slenderman. Anh tiếp tục series so sánh những bộ siêu giáp đi anh. À, cái series đó hả? Em đợi series đó mỗi ngày luôn, mà hơn 2 tuần rồi anh không ra video về series đó nữa. Mong anh đọc xong thư này anh sẽ làm. À, vậy là cũng có những người fan á đợi mình làm cái series so sánh những cái bộ siêu giáp hả? Ok, thì thực ra không phải là mình không làm đâu các bạn à, mà do là mình chưa có một cái ý tưởng để làm, không, chưa có siêu giáp nào xịn để mình làm hết. Ok, để mình suy nghĩ một hồi đi ha. Bây giờ thì mình sẽ tìm lấy một ít cái này đi, đem vô nhà giấu, không có cho mấy dân làng nó cầm nữa. Ok, mình lấy tí cái khoai tây này đem vô nhà giấu bạn ơi. Ơi, buồn ngủ quá. À, biết rồi. Hôm nay mình sẽ gọi là so sánh, làm trở lại cái series so sánh những cái bộ siêu giáp. Và siêu giáp lần này của chúng ta sẽ là hai bộ siêu giáp cực kỳ là cứng luôn các bạn à, y như là thanh niên cứng vậy đó, không sợ bất cứ thằng nào hết. Thì các bạn thử đoán xem hai bộ giáp siêu cứng này có tên là gì, hãy để lại comment ở bên dưới. Và các bạn đã đoán xong hai bộ siêu giáp cứng nhất trong Minecraft là gì chưa? Thì bây giờ mình, nếu mà các bạn đã xong rồi, còn nếu mà các bạn chưa xong thì mình cũng sẽ tiết lộ cho các bạn biết. Và đây chính là hai loại khoáng sản, gọi là hai loại đá cứng nhất ở trong Minecraft. Hai loại đá này chính là hai cái nguyên liệu mà mình tí nữa mình sẽ lấy và chế tạo hai bộ siêu giáp cứng nhất ở trong Minecraft nha các bạn. Ok, và đầu tiên các bạn biết cái này là cái gì không? Nhìn kỹ đi. Chắc chắn là ai cũng biết rồi, đó chính là Obsidian, còn được gọi là Hắc Diệm Thạch. Wow, cái tên nghe rất là ngầu đúng không? Hắc Diệm Thạch. Và bên đây chính là Bedrock, cũng là đá luôn các bạn, và nó được gọi là đá nền. Ok, và hai cái tên đá nền này nghe không có gì ghê đúng không, nhưng chắc chắn là Bedrock sẽ cứng hơn rồi. Còn Hắc Diệp Thạch đó, chỉ là được cái tên thôi chứ làm sao mà nó cứng bằng cái đá nền được. Rồi bây giờ thì mình sẽ thử đào coi coi nha, chắc chắn là các bạn cũng đã biết rồi. Đầu tiên mình sẽ lấy cái cây cuốc kim cương để mình đào coi coi là loại khoáng sản nào mình sẽ lấy được. Ok, bây giờ thì đầu tiên Obsidian trước nha. Đập coi. Obsidian thì các bạn đập chỉ trong khoảng 30 giây là nó sẽ bể, có khi ngắn hơn nữa, và nó đang bể nè các bạn thấy chưa? Nó đang bể ra. Và ok, chưa tới 30 giây, chỉ khoảng 10 giây thôi là mình đã có thể lấy được Obsidian nhờ cái kim cương, nhờ cái cuốc kim cương này. Rồi, vậy thì đến Bedrock sẽ như thế nào? Mình có lấy được bằng cái cuốc kim cương hay không? Các bạn chờ xem nha. Rồi bây giờ mình sẽ đập thử coi. Đối với kim cương thì có thể đập được Bedrock đó các bạn. Đó đang nứt ra từ từ. À, bây giờ thì chúng ta đang so sánh cái độ đó là cái độ tìm kiếm nguyên liệu để coi cái nào tìm kiếm dễ hơn và có thể lấy được. À, chúng ta đang so sánh nha các bạn. Các bạn thử comment nha, coi coi cái nào lấy được và cái nào không lấy được. Ok, và Bedrock chuẩn bị bắt đầu vỡ ra rồi, để coi coi lấy được Bedrock hay không. Bedrock chính hiệu nha các bạn, không phải là hàng cùi đâu. Ok. Vậy là chúng ta đã có một cái phần thắng nghiêng về Obsidian. Vì Obsidian thì mình có thể lấy được và chế tạo, nhưng Bedrock thì mình chỉ phá hủy được thôi chứ mình không lấy được. Cho nên nếu mà bạn nào muốn chế tạo bộ siêu giáp Bedrock á, thì các bạn phải cheat để lấy được cái Bedrock ra và mới chế tạo được. Ok.
Phần tiếp theo thì mình sẽ chế tạo hai bộ giáp và mình sẽ so sánh về cái độ thẩm mỹ của nó, coi bộ giáp nào đẹp nha. Ở bên đây thì các bạn đã thấy là Obsidian bên đây và Bedrock bên này. Rồi bây giờ thì mình sẽ lấy Obsidian ra và chế tạo. Mình sẽ chế tạo một cái quần trước. Ok, rồi một cái áo ráp như thế này. Các bạn thấy không, khi mà mình ráp thì nó sẽ ra ngay cho mình, rất là đơn giản. Tại vì mấy cái này á thì làm dễ lắm các bạn. Và tiếp tục là một cái nón. Ok, và một đôi giày. Rồi, và chúng ta đã hoàn thành xong bộ đồ Bedrock. Rồi, cắt cái Bedrock này vào đây. Lộn Obsidian. Và tiếp theo đó là Bedrock. Mình bị nghiện Bedrock cho nên là mình nói lộn tùm lum đó các bạn. Một cái quần Bedrock và mình đã chế tạo thành công nha các bạn. Và bây giờ thì là một cái áo. Rồi, một đôi giày. Mình sẽ chế tạo cho các bạn thấy là những cái món đồ này mà chúng ta có thể chế tạo được bình thường nha các bạn. Bình thường y như những cái bộ đồ kim cương, những cái bộ đồ bằng sắt rồi đó. Rồi, bây giờ thì mình sẽ cắt cái này vô và coi coi cái độ đẹp của nó như thế nào. Bây giờ thử mặc đồ vô nha các bạn. Trước tiên là cái áo Obsidian nè, tiếp theo là cái quần nè, tiếp theo là cái nón, và cuối cùng là đôi giày. Các bạn thấy nguyên liệu Obsidian đã xuất hiện trên cơ thể của mình. Và các bạn thấy như thế nào, nó có đẹp hay không? Rất là đẹp. Nói chung là để nhìn đằng sau lưng coi coi. Đằng sau lưng thì nó cũng như vậy à, trước sau như một, không khác gì hết. Ok, chúng ta nhìn như vậy là được rồi. Bây giờ thì mình sẽ mặc bộ đồ Obsidian vào và bộ đồ Bedrock vào. Bộ đồ Bedrock nhìn nó sáng hơn các bạn, nhìn nó hay hơn. Nhưng mà theo mình á thì hai bộ đồ này chẳng có bộ đồ nào đẹp hết á. Hai bộ đồ đều xấu như nhau hết. Đơn giản vì nó không phải là kim cương nên nó không có đẹp, nó chỉ là đá thôi. Đây, các bạn thấy không? Đằng sau lưng nè, đằng trước nè, quá bình thường. Vậy bây giờ thì mình sẽ gọi là hai bộ đồ này nó sẽ không bộ đồ nào đẹp hết. Vậy là hòa nha, nãy giờ là 1-0 cho Obsidian thôi. Tiếp theo là phần test thứ 3. Hiện tại mình đang đứng ở trên trời và các bạn có thể nhìn xuống dưới. Ok, rất cao, rớt xuống thì chỉ có chết mà thôi. Nhưng khi mà mình mặc cái bộ giáp này vào thì đây là bộ giáp Obsidian và các bạn thấy trái tim của mình nó đã tăng lên gấp đôi rồi các bạn. Đó, nó cho mình thêm một hàng trái tim nữa. Thì để coi coi khi mà mình từ trên cao này rớt xuống có chết hay là không, thì cái bộ giáp Obsidian và bộ giáp Bedrock có bảo vệ mình được hay không. Tại vì mình biết là hai bộ giáp này rất là cứng thì mình nghĩ là nó sẽ bảo vệ được mình, cho nên là mình sẽ đưa bài test này vô. Ok, bây giờ mình sẽ nhảy xuống thử coi như thế nào nha. Đầu tiên là Obsidian, let's go. Vậy là bộ giáp Obsidian đã fail rồi các bạn ơi. Nó không bảo vệ mình khi mà mình nhảy từ trên trời xuống. Chết như thường nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy bộ giáp Bedrock nó sẽ giúp mình như thế nào. Các bạn thấy là khi mặc bộ giáp Bedrock vào, máu của mình nó đã được thêm một hàng nữa. Vậy là nó hơn mà bộ giáp Obsidian một hàng ha các bạn. Một hàng máu, một hàng trái tim á. Đó, và bây giờ mình sẽ nhảy xuống coi coi có chết hay không. Bây giờ là bộ giáp Bedrock đã hơn bộ giáp Obsidian một hàng trái tim rồi. Để coi coi có chết hay không nha. Bây giờ nhảy xuống nè, let's go. Wow, các bạn ơi, cùng một độ cao nhưng bộ giáp Bedrock nó đã bảo vệ mình được. Ok, mình vẫn sống và mình không chết với một cái bộ độ cao rất cao luôn, từ trên trời nhảy xuống mà. Wow, vậy là một đều giữa bộ giáp Obsidian và bộ giáp Bedrock ha. Lần này bộ giáp Bedrock thắng cho nên là một đều nha các bạn. Và các bạn đang thấy đó chính là phần test thứ tư đó các bạn. Một phần test rất là nảy lửa, rất là nóng nha. Hơn 1000 độ C, rất là nóng luôn. Rồi bây giờ thì các bạn cũng đã thấy rồi, đây chính là căn phòng kim cương và ở trong đó chứa rất là nhiều lava. Thì các bạn biết lava nó rất là nóng rồi đúng không? Nó cực kỳ nóng luôn và nó sẽ gây sát thương cho chúng ta. Và ở đây thì mình có lót thêm những cái mắt ma nữa các bạn. Ở trong căn phòng này có rất là nhiều mắt ma nha. Tại vì hai bộ giáp này là hai bộ giáp rất cứng cho nên là mình phải test cái gọi là cái độ khó cực kỳ cao luôn mới gọi là phát huy được cái tác dụng của hai bộ giáp này. Thôi, bây giờ thì bắt đầu với bộ giáp Obsidian đi nha các bạn. Mình sẽ mặc vào. Khi mà mặc bộ giáp này full vào á thì nó sẽ cộng cho chúng ta rất là nhiều. Nó cộng cho mình rất là nhiều nè. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho nó tăng máu lên cái đã. Đó, cho nó tăng máu rồi lên, cho nó đồng đều các bạn. Cho nó phải đồng đều mới được. Rồi, tăng máu lên đi em. Cố lên em. Tăng máu lên. Rồi, ok. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển lại chế độ nền normal tại vì nó đã tăng máu xong rồi. Bây giờ mình sẽ đi thẳng vào bên trong đó coi coi là mình có bị gì hay không nha các bạn. Let's go. Ok, mình đang ở trong đây. Ok, và mình đang cảm thấy là
Hình như là mình đang mắc máu đấy các bạn. Mình đang mắc máu đấy. Và chắc nhiên là bộ giáp Obsidian này không chống lửa nha các bạn. Không chống lửa. Ok, các bạn nhìn nè. Không chống, à không, nó không chống được lava thôi. Còn lửa thì theo mình thấy được, hồi nãy mình đọc ở trên này nó có ghi là flame gì nè, reason là hình như, à fire protection là hình như là nó có thể chống lửa, nhưng nó không thể chống lava được. Có điều là nó sống khá là lâu đó. Nhưng mà cái bộ giáp của mình nó đang hư hỏng rất là nhiều nè. Các bạn không, bộ giáp đang hư hỏng, hư hỏng rất nhiều luôn. Vậy là coi như là bộ giáp này có thể sống được, nói chung là sống được trong lava một thời gian ngắn thôi, chứ không phải là sống được vĩnh viễn nha các bạn. Nó chết như thường, bây giờ nó chuẩn bị chết nè. Các bạn nhìn nè, đứng ở trong đây mắc ma rất là nhiều các bạn không, chịu đâu có nổi. Ôi, chịu không nổi mắc ma. Bây giờ mắc ma và lava nó kết hợp vào thì nóng quá, Obsidian chịu không nổi. Rồi để coi coi Obsidian có chết hay không nha. Ok, chết như thường nha các bạn. Hiện tại bây giờ mình đang rất là lo các bạn ơi. Không biết là bộ giáp Bedrock nó có vượt qua được cái thử thách này hay không. Tại vì cái bài test này á, nó khó quá. Nó quá khó luôn. Thực sự không, bộ giáp Obsidian là cứng lắm rồi mà còn không vượt qua nữa. Bây giờ bộ giáp Bedrock thì sẽ như thế nào. Rồi ok, để mình coi coi. Máu mình đã tăng xong rồi. Bây giờ mình sẽ chuyển lại chế độ Normal cho nó công bằng. Rồi ok. Và bây giờ thì mình sẽ đi thẳng vào trong đó để coi coi như thế nào nha. Let's go. Rồi, mình đang đi vào trong rồi. Oh, wow, mình nhận ra một điều là bộ giáp đây, từ từ. Đâu rồi? Đây, bộ giáp Bedrock nó chịu lửa còn tệ hơn là bộ giáp Obsidian nữa các bạn. Và nó chết rất là nhanh các bạn nhìn nè. Oh, lần mình ok. Wow. Các bạn thấy gì chưa? Một điều rất là bất ngờ luôn. Bedrock cứng hơn Obsidian nhưng Bedrock không thể nào vượt qua được cái phần này. Và nó không thể nào cầm cự lâu được các bạn. Các bạn thấy không, bộ đồ Obsidian cầm cự được khá là lâu đó, trong khoảng 1 phút á. Còn bộ đồ này cầm cự chưa tới 30 giây nữa. Quá là tệ luôn. Để mình coi coi nó có cộng gì không. Nó không có cộng chống lửa hay là cái gì hết các bạn à. Nó khá là, oh man. Vậy là 2-1 nghiêng về Obsidian. Mình vừa phát hiện ra một điều đặc biệt. Đó là khi mà Bedrock đi vào ở lava đó thì các bạn nhìn đi, nó không bị hư, bộ giáp còn nguyên y xì luôn, không hư nha các bạn. Còn bộ giáp Obsidian bị hư, nhưng bộ giáp Obsidian nó giúp mình sống lâu hơn trong lava, còn Bedrock thì thôi thua rồi. Ok, bây giờ mình sẽ test nước nha. Cái bài test này thì mình chỉ thêm vào thôi các bạn ơi, chứ thực ra mình biết chắc là hai bộ giáp này sẽ không có thể nào mà chịu được dưới nước đâu. Rồi bây giờ mình sẽ mặc vào và bây giờ mình sẽ xuống nước coi như thế nào nha. Khi để mình chỉ coi sơ thôi chứ mình không có coi kỹ đâu. Bây giờ mình sẽ dưới nước coi nó bị cái kia không. Ok, và các bạn thấy là bong bóng bắt đầu bể rồi. Và tất nhiên tí nữa mình sẽ bị ngập thở. Đây là bộ đồ Obsidian. Thế còn bộ đồ Bedrock thì sẽ như thế nào? Mình sẽ mặc vào luôn Bedrock. Rồi, xuống nước để coi nó bị ngập thở hay không. Ok, bong bóng vẫn bị vỡ các bạn ơi. Bong bóng vẫn vỡ ra. Và cuối cùng thì hai bộ giáp này hòa. Nói chung là 2-1 nghiêng về phần Obsidian rồi. Rồi ok, bỏ bộ giáp này ra đi. Bỏ ra. Rồi bây giờ thì có lẽ là mình sẽ test thêm một bài test nào nữa đây để mình suy nghĩ coi. Khó quá các bạn ơi, nhiều bài test quá. Bên trong căn phòng Bedrock kia chính là con Wither. Và đây là bài test về cái độ chiến đấu. Để coi là bộ giáp, hai bộ giáp này có thực sự là bảo vệ mình khỏi con Wither hay không. Ok, bây giờ mình sẽ mặc bộ giáp Obsidian vào. Bộ giáp Obsidian đang rất là yếu rồi các bạn. Rồi bây giờ thì mình đã mặc xong bộ giáp Obsidian vào. Và bây giờ thì let's go. Đúng rồi, let's go luôn. Chơi luôn, chơi lớn luôn. Còn gì nữa đâu, còn gì nữa mà sợ. Mày nè, chơi lớn với mày luôn. Ok, để coi sống được bao lâu nha. Ok, mày nè. Ok, đánh. Mình đang cầm kiếm kim cương nha các bạn. Và bộ giáp Obsidian đang chịu trâu cho mình. Và không biết là chịu đến khi nào đây. Cố lên nào, để rồi đánh. Các bạn để ý cái máu của con Wither nha. Ok, gần nửa cây máu các bạn. Bộ giáp Bedrock chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu với Wither. Thì hồi nãy bộ giáp Obsidian đã đánh con Wither được khoảng nửa cây máu đi. Cho nửa cây máu luôn. Rồi, để coi bộ giáp Bedrock coi như thế nào. Ý là mình test là ý là phần đánh nhau với con Wither nó chịu trâu được bao nhiêu lâu á. Rồi sau đánh được con Wither được bao nhiêu máu. Ok, và bây giờ thì let's go. Chơi mình luôn. Mày nè. Lưu ý là mình chém để nó cao đao xong mình mới chém nha các bạn, chứ không phải là mình chém liên tục. Đây, mình ngưng một hồi tại vì cái này nó chém không được liên tục đâu. Rồi để coi được bao lâu. Bộ đồ Bedrock chịu được lâu đâu hay không. Nếu mà bây giờ hơn nửa cây máu thì bộ đồ Bedrock thắng. Còn nếu mà chưa tới thì bộ đồ Bedrock thua. Ok,
lưu ý là bộ đồ bếp rock á là cái máu nó nhiều hơn nha. Và mình thấy là khoan các bạn ơi, đâu rồi, nhanh lên. Bộ đồ bếp rock, ok, bộ đồ bếp rock, khoan, các bạn thấy nè, máu của con Widen, ok, hồi nãy mình đánh nó trở thành cái dạng này nè các bạn. Rõ ràng hồi nãy mình đánh nó trở thành cái dạng này nè. Rồi, hồi nãy mình đánh nó biến thành cái dạng này nè. Đây, mình đánh nó biến thành cái dạng mà, đây, cái dạng này nè các bạn. Ok, nhưng mà nói chung là mình thấy hai bộ giáp chịu châu cũng như nhau à. Vậy tính ra bộ giáp bếp rock cùi hơn bộ giáp Obsidian hả ta? Vậy tại vì các bạn thấy không, bộ giáp Obsidian á, cái máu nó nhiều hơn bộ giáp bếp rock. Các bạn thấy rõ ràng không, máu nó nhiều hơn, mà tại sao nó lại chịu cái độ châu á, nó lại chỉ bằng cái bộ giáp Obsidian thôi. Vậy thì cuối cùng bộ giáp Obsidian lại chiến thắng bộ giáp bếp rock nha các bạn. Chiến thắng bộ giáp bếp rock, tại vì hồi nãy là bộ giáp Obsidian đã thắng bộ giáp bếp rock 2-1 rồi. Vậy là cuối cùng, ok, mình tin tưởng, mình đặt cược vào bộ giáp bếp rock, nhưng mà cuối cùng nó lại thua bộ giáp Obsidian. Quá là thất vọng luôn. Ok, thì cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Thì các bạn đã chọn cái bộ giáp nào giành chiến thắng thì các bạn hãy nhớ comment ở bên dưới. Thì nếu mà bạn nào mà chọn bếp rock giống như mình á thì thua rồi các bạn ơi. Còn bạn nào mà chọn bộ giáp Obsidian á thì chúc mừng các bạn đã chiến thắng rồi. Rồi, và hẹn gặp lại các bạn sau. Bye bye.